Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ về hamster beer nha các bạn. Thì có một vài bạn bình luận ở dưới những cái video mà mình đăng lên YouTube á, thì bảo mình là làm về hamster beer, về cách nuôi hoặc là sinh sản rồi đó. Thì hiện tại mình đang nuôi hai con beer, và trước kia mình cũng đã nuôi một con beer trắng huyền thoại đó. Các bạn nào xem kênh mình lâu thì đã biết về nó rồi đúng không? Mình làm video rất là nhiều, nuôi beer thì mình nuôi cũng khá là lâu rồi, được mấy năm rồi, như có khoảng đâu 2 năm mấy 3 năm gì đó. Thì mình cũng có một ít kinh nghiệm nhỏ nhỏ đó, muốn chia sẻ lại cho các bạn, đặc biệt là những bạn nào mà chuẩn bị nuôi beer, dự định nuôi beer, hoặc là những bạn nào đang nuôi mà chưa hiểu rõ về hamster beer á, thì mình có thể xem video này của mình để có thể tham khảo nha. Và cái nào mà các bạn thấy hợp lý á, thì các bạn có thể áp dụng theo và để nuôi cho cái con hamster beer của các bạn nó sức khỏe nó ok hơn và đảm bảo an toàn hơn cho mấy con chuột của các bạn nha. Rồi, và ở đây thì mình sẽ ví dụ cho các bạn một con hamster beer lông xác nha các bạn. Thì ở dưới mình có một con lông xù nữa, lông xù mình không muốn nó lên video này thì vì mình muốn làm riêng một cái video về hamster lông xù. Đó, thì mình sẽ làm thêm một cái video về hamster beer lông xù nữa nha. Hamster beer lông xù thì nuôi nó cũng khá là thú vị luôn các bạn. Thì bữa nào mình làm thêm một cái nữa. Hiện tại thì mình có một con beer lông xác, con này đây. Con này hôm trước mình có nói là chị khách chỉ không có thích nuôi bia nữa các bạn, cho nên mình thấy cũng khá là tội nghiệp, mình đổi với lại thức ăn với lại cái lớp chuồng đó cho chị khách đó luôn. Đấy, mình thấy khá là tội nghiệp cho nên mình nhận nuôi luôn nha. Đó, nuôi lần hai con luôn, mình tính đổi một con này thôi à, nhưng mà chị khách bảo là còn một con lông xác nữa thì mình lấy luôn. Con bia này, cái màu lông này thì chắc các bạn chắc là hình như là màu lông bò sữa hay là đốm gì đó đúng không? Đó, mình màu lông thì mình không có rành cho lắm, tại vì hiện tại hamster nó lai màu lông rất là nhiều, lai tạp rất là nhiều, mình không có rành màu lông cho lắm. Ở đây thì nó bị rụng một tí lông đây nè các bạn, không biết sao nữa, chắc vài hôm nữa nó mọc lại quá. Đấy, nó bị rụng ở đây khá là nhiều lông, một đốm này, bên này cũng có một đốm nữa nè, đây ít hơn. Đó, thì mình nuôi, mình gán dưỡng cho nó lại nha. Rồi, không linh tinh liên thuyên nữa, bây giờ vào những vấn đề chính của chúng ta luôn. À, cái lồng này á, là mình để hamster bia vô đây để mà mình đem lên chỗ mình làm video á, mình đem lên cho nó là gọn nha. Còn cái lồng nuôi á, nó khá là to, mình để dưới nhà mình nuôi, cho nên là mình không có đem lên đây. Đó, mình nói cho các bạn hiểu rõ thôi, có nhiều bạn vô nói mình nuôi trong một cái lồng nhỏ xíu như thế. Đó, cái lồng này thì nuôi hamster không được các bạn. Cái lồng này là cái lồng cái lồng sách tay hamster. Các bạn nào mà muốn mua mẫu này có thể liên hệ qua web của mình, mà có đăng sản phẩm trên web đó, các bạn có thể liên hệ qua. Đó, cái mẫu này các bạn đi du lịch đồ để hamster vào rất là ok luôn á. Đấy, con này khá là nhoi các bạn, mình phải vừa quay vừa giữ nữa. Rồi, về hamster bia thì nói chung là cách nuôi thì nó cũng giống như những dòng hamster nhỏ khác, nhưng mà nó khác một vài điểm nhỏ nhỏ thôi. Thì mình sẽ nói một vài điểm nhỏ nhỏ nha. Đầu tiên là về thức ăn. Thức ăn thì chúng ta vẫn cho nó ăn thức ăn bình thường cũng như mấy con chuột khác thôi, vẫn là thức ăn ngũ cốc đó, ăn chung với lại thức ăn của mấy con chuột kia thôi. Có điều nó ăn nhiều hơn mấy con chuột kia một tí, các bạn có thể mua thêm đồ ăn dặm để cho nó ăn thêm, đừng cho nó mập mạp đồ thêm một tí nha. Còn mà nào muốn hamster các bạn cái thân hình nó nhỏ nhỏ như thế, nó không có béo phì á, thì các bạn cho nó ăn thức ăn ngũ cốc thôi là ok nha, còn lâu cho nó ăn sâu rồi thêm như con này đó. Mình nuôi con này cũng muốn là nó vừa phải thôi, không có bị béo phì nhiều khi nó bị bệnh các bạn, nó bị ù lì á, mình muốn nó vậy thôi, mình cho nó ăn thức ăn ngũ cốc, lâu lâu cho nó ăn thêm thức ăn dặm là ok nha. Còn về chi phí nuôi thì tất nhiên rồi, con chuột này thì nó lớn hơn thì chi phí các bạn đầu tư vô cho nó thì chắc chắn là sẽ nhiều tiền hơn những chuột khác. Đầu tư ở đây thì các bạn, theo mình nghĩ là các bạn chỉ tốn chi phí lúc đầu tư ban đầu khi mà các bạn mua lồng nuôi con này rồi đó. Về lồng á, thì các bạn phải mua một chiếc lồng nó lớn nha, mua một chiếc lồng lớn chứ không phải như là những con chuột nhỏ kia, các bạn muốn mua lồng nào cũng được. Lồng thì theo mình thấy để nuôi con hamster bia thì các bạn có thể nuôi lồng sắt, còn nếu như các bạn tiết kiệm thì các bạn có thể mua hộp kính hoặc là thùng nhựa đó. Thùng nhựa các bạn chế lại, mình có làm một cái video rồi, các bạn có thể xem lại cái video hôm trước mình làm. Rồi, còn về kích thước mà mình thấy là ổn nhất á, là bề dài của lồng hoặc là chuồng các bạn nuôi là cỡ khoảng 40 cm đó, còn bề cao thì có khoảng 30-35 cm nha, càng cao càng tốt để cho, tại vì mấy con bia này các bạn đã biết rồi đó, nó là chuyên gia đào tẩu, vì thế là các bạn để mà cái lồng thấp quá thì nhiều khi là nó trốn nha các bạn đó. Rồi đặc biệt là bạn nào mà nuôi lồng sắt thì nhớ cài cửa được cẩn thận nha, nó là cái tỷ số IQ nó khá là cao, nó biết mở cửa luôn đó các bạn đó. Con này cũng vậy nè, con này nè đó, các bạn nó thấy gọi là đần đần vậy thôi chứ mà nó trốn nhanh lắm á đó, các bạn lưu ý nha. Rồi, còn về bề rộng của cái chuồng thì cũng có khoảng 30-35 là vừa đó. Còn các bạn nào muốn rộng rãi nữa thì có thể build cái lồng của bạn nó kích thước lớn hơn, các bạn để nhiều đồ chơi hơn. Còn theo mình thấy kích thước như thế là khá là ổn đó, các bạn có thể để đồ vào thêm đó. Đó là chi phí các bạn nuôi ban đầu. Ngoài ra thì các bạn có thể mua đồ chơi của mấy con chuột bia thì nó sẽ đắt hơn, và đồng thời là nó có thể là nó sẽ hiếm hơn đồ chơi của những con chuột nhỏ nha các bạn. Ví dụ như cái vòng chạy thì nó sẽ đắt hơn con chuột nhỏ có khoảng là gấp 2 hoặc là gấp 3 lần, tùy theo
lợi như các bạn. Đó, còn nhà ngủ rồi cũng vậy, chắc ăn đồ nó phải lớn hơn nữa. Đó, vì thế là lưu ý là các bạn phải xem kỹ và tìm hiểu kỹ. Thứ nhất là về chi phí nuôi thì nó sẽ gấp đôi hoặc là gấp ba đó, tùy theo mức độ các bạn chơi, đồ nó xịn sò hay là sao đó. Thì các bạn phải lưu ý trước khi mà các bạn nuôi hamster bia nha. Đó, còn nuôi hamster winter wild hoặc là những dòng campbell robo nhỏ nhỏ thì nó sẽ chi phí nó sẽ thấp. Mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn nhỏ và là những bạn học sinh thì phù hợp hơn. Còn bia thì các bạn phải đầu tư chi phí nó cao hơn, các bạn cần lưu ý trước khi nuôi. Để thôi các bạn nuôi khoái hơn hamster bia quá, mua về cái không có đồ gì chạy hoặc là không có đồ cho nó ở gì chơi, nó ở trong một cái chuồng nhặt chọi thì mình nghĩ là một thời gian nó sẽ bị stress rất là nhiều và nó dẫn đến là nó bị bệnh này bệnh kia hoặc nó sẽ bị chết, thì theo mình nghĩ là không ổn chút nào. Các bạn cần lưu ý về chi phí nuôi nha. Đó, chi phí nuôi khá là quan trọng đó. Rồi còn về cách chăm sóc đồ thì theo mình thấy thì cũng giống hệt như là những cái con chuột khác thôi. Đó, các bạn vẫn cho nó ăn ngày 2 lần, hoặc là bạn nào bận quá thì để đồ ăn đó cho nó ăn một ngày lần thôi cũng ok. Đấy, nuôi đồ cũng khá là dễ các bạn. Hamster bia thì nó khá là khỏe mạnh luôn. Đó, thì theo các bạn chăm muốn bộ lông nó đẹp thì các bạn cho nó ăn thêm mè rồi đó, hoặc là khi thức ăn dặm thì lông nó sẽ đẹp thôi. Đó, rồi và bây giờ mình sẽ nói sơ vào cái phần lót chuồng nha các bạn. Lót chuồng thì theo mình thấy với các bạn thì hiện tại thì mình xài là mình xài mùn cưa, tại vì mình sao mình xài mùn cưa. Mùn cưa thứ nhất là cái giá nó sẽ hợp lý, thứ hai là nó hút ẩm rất là tốt. Đó, vì thế là mình xài thích là xài mùn cưa. Đó, còn tùy theo bạn, các bạn nào thích xài gỗ nén cũng được, hoặc là cát sang thì mình thấy bia nó đi tiểu khá là nhiều, đặc biệt là bia nó đi tiểu khá là nhiều, vì thế là các bạn phải lưu ý lót chuồng nha. Đó, thì nếu như được thì các bạn xài mùn cưa đi, mùa nào nóng quá thì các bạn xài lót một ít một tí, và các bạn chịu khó thay khoảng 1-2 ngày đó các bạn thay 1 lần sẽ đảm bảo vệ sinh nha. Rồi, bia này thì nó đi tiểu khá là nhiều, nước uống thì nó uống cũng khá là nhiều và cũng tùy con nha các bạn, ví dụ như con này thì nó uống nước khá là ít luôn các bạn. Đó, tùy con nha, còn có con thì nó uống rất là nhiều luôn, có thể là 1 hoặc là 2 ngày nó uống hết 1 bình, đó là tùy con nha. Còn con này thì cả tuần nó uống 1 bình nước không hết các bạn. Đấy, con này nè, con này với con lông xù dưới á, hả, 2 con giống hệt luôn, thì 1 tuần nó uống như cả bình, mình thấy nó không hết luôn các bạn, thì cũng tùy con, các bạn phải canh bình nước để cho nó uống nha. Còn về lót chuồng thì hiện tại mình đang lót mùn cưa đó, thì các bạn có thể tham khảo cách lót của mình, thì mình thấy nó hút ẩm tốt nè, giá cả hợp lý đó. Rồi đồng thời là buổi tối nhiều khi lạnh đâu đó thì mấy con chuột này nó hay làm tổ, nó chui vô nó ngủ các bạn, thì nó sẽ giữ ấm cho mấy con chuột luôn. Còn các lót đồ thì theo mình thấy là nó không có thể làm tổ được. Cho những bạn nào mà mới bắt đầu nuôi bia hoặc là chuẩn bị nuôi bia nha, còn những bạn nào nuôi lâu thì mình nghĩ là các bạn sẽ biết một cái đặc điểm khá là quan trọng đối với con bia này, đó chính là về cái tính tình của con bia này. Đó, những cái con chuột hamster bia á, thì theo mình thấy nha các bạn, là cái gọi là cái phản xạ tự vệ của nó khá là cao. Đó, vì thế mà khi mà các bạn đụng vào nó thì nó sẽ gọi là phản xạ khá là nhanh luôn các bạn. Đó, ví dụ như con bia này mình đụng nó nè, không, tại vì hiện tại là nó quen rồi, nếu như mà các bạn đụng mà nó không để ý thì nó sẽ giật mình đó và nó sẽ quay lại, và nếu như mà các bạn phản xạ không kịp thì nó sẽ táp ngay cái tay bạn luôn. Mà các bạn đã biết rồi đó, những con chuột bia răng nó khá là bự nha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem răng của nó. Đấy, răng của nó khá là bự luôn, mà nó táp vài một cái là nhiều khi là đi băng bó luôn á. Vì thế bạn lưu ý nha, thì để bắt mấy con bia này cũng khá là dễ thôi, và đặc biệt là các bạn đừng có bắt nó khi lúc ngủ. Lúc ngủ thì nhiều khi nó phản xạ rất là nhanh đó, có cái bản năng tự vệ nó khá là cao á. Vì thế là khi mấy bạn bắt khi nó ngủ thì nó có thể là nó giật mình và nó táp bạn liền luôn đó. Cái này là phản xạ, theo mình nghĩ là phản xạ tự nhiên của mấy con chuột này thôi. Còn đối với những cái con chuột nhỏ thì nó cũng có nhưng mà ít hơn, còn đối với bia thì mình thấy nó khá là cao luôn các bạn. Vì thế các bạn cần lưu ý thôi, tránh nó bị nó táp bậy táp bạ nha. Đó, khi các bạn bắt thì các bạn cũng từ từ thôi, bắt những con chuột khác cũng vậy, từ từ thôi nha. Đó, cho nó làm quen với mình một tí rồi các bạn bắt nó từ từ thôi. Bạn bắt hai bên hông nó cũng được nè. Đấy, bắt hai bên hông nó rồi để lên tay. Đó, để lên tay như thế này cho nó quen với cái mùi tay mình nha, chứ đừng có bắt rồi là bắt như bắt ếch đó các bạn. Đó, bắt mà nhanh gọn lẹ đâu đó thì cũng coi chừng là nó táp lúc nào không hay đó. Còn về đối với dòng bia này á, thì các bạn lưu ý là chỉ nuôi chung với lại hamster bia thôi, chứ không nuôi chung với bất kỳ cái dòng hamster nào hoặc là cái loại chuột nào nha. Đó, thì mình đã nói rất là nhiều trong video rồi, thì các bạn nuôi chuột á thì các bạn nuôi cùng dòng, winter wild nuôi chung winter wild, campbell nuôi chung campbell, và đặc biệt bia là phải nuôi chung với bia thôi. Chứ các bạn nuôi con chung với con chuột khác thì cái tỷ lệ nó cắn con chuột khác khá là cao. Mà các bạn biết rồi đó, răng của con chuột bia nó rất là to, mà nó cắn mấy con chuột nhỏ thì tỷ lệ phần trăm tử vong mấy con chuột nhỏ là rất là cao luôn. Vì thế là các bạn lưu ý là nuôi chung dòng nha. Còn cũng có một số con có tính tình nó rất là hiền các bạn, thì các bạn nuôi chung được nhưng mà cái tỷ lệ mấy con chuột đó khá là thấp. Vì thế là các bạn lưu ý là đừng có nuôi chung với con chuột dòng nào hết. Bia thì các bạn nuôi chung với dòng bia thôi nha, các bạn lưu ý này giùm mình nha. Còn về sinh sản đồ thì nói chung thì cũng giống những dòng chuột kia thôi, và đặc biệt là chuột bia này nó khá là kỹ tính các bạn. Vì thế là các bạn
khi mà nó sinh sản thì các bạn đừng có nhìn nó nhiều đó, đừng có nhìn nó nhiều nha. Nhiều khi các bạn nhìn nó nhiều nó cảm thấy không an toàn thì nó sẽ bỏ con và nó ăn con nó luôn đó. Vì thế là các bạn khi nó sinh sản các bạn đừng nhìn nó nhiều, và đồng thời các bạn đừng có chùm gì hết trơn á. Các bạn để một nơi nào đó mà ít người qua lại, yên tĩnh một tí, có thể là tối một tí cũng được, không sao hết, để cho hamster mẹ nó tự nuôi con nha. Đó, rồi tới giờ các bạn cho nó ăn rồi thôi, cho nó ăn rồi thay bình nước rồi thôi. Nhà cửa rồi thì có thể các bạn để một căn nhà thôi, còn queo rồi thì các bạn đừng để vô khi mà hamster mẹ đang nuôi con nha. Còn hamster đực các bạn á, thì hamster đực thì tất nhiên là các bạn phải tách rồi, tách trước khi mà hamster mẹ nó đẻ nha. Các bạn thấy bụng hamster mẹ nó to to thì các bạn tách con hamster đực ra giùm mình. Đó, những dòng hamster khác các bạn nuôi sinh sản cũng như vậy hết thì nó sẽ đảm bảo ok hơn nha. Rồi, và đây là một số cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình trong một cái video này về hamster beer, và cũng như là sinh sản thì mình chỉ nói sơ qua vậy thôi. Và nếu như các bạn muốn làm một cái video về hamster beer sinh sản kỹ hơn á thì mình có thể chia sẻ cho các bạn với cái kiến thức của mình đang có hiện tại thôi nha. Còn gọi là sâu xa hơn nữa các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google đó. Rồi, và hôm nay mình làm con hamster beer lông xác các bạn. Con này thì nó cũng hiền lắm, nó không có, đó giờ mình nuôi nó thì nó không có cắn mình lần nào đấy, nó cũng hiền lắm các bạn. Hả? Rồi vài hôm đó mình làm về hamster beer lông xù nha. Lông xù thì có thể là trong kênh của mình cũng có khá là nhiều bạn nuôi lông xù á, thì mình sẽ chia sẻ về lông xù luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Đừng quên là hiện tại mình vẫn đang bán hàng nha các bạn. Bán thức ăn vật dụng rồi đó. Chuột thì hiện tại mình chưa có dự định bán lại. Thì khi nào bán lại mình thông báo sau. Hiện tại bán vật dụng thức ăn được cho mấy chuột nha. Giá thì ok, giá bình dân. Các bạn có thể tham khảo trên web của mình sẽ để đường link ở dưới. Hoặc các bạn có thể nhắn tin vào fanpage giùm mình. Đó, fanpage bán hàng của mình á, và để đường link ở phía dưới phần mô tả luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video gần nhất nha. Bye bye.